Chính thức, Barcelona công bố HLV mới. Không mất nhiều thời gian, CLB chủ sân Camp Nou đã cho ra mắt HLV mới. Cụ thể, trang chủ Barcelona thông báo, đội bóng và Hansi Flick đã đạt được thỏa thuận để nhà cầm quân người Đức trở thành huấn luyện viên trưởng với thời hạn hợp đồng đến ngày 36 tháng 2026. Trước đó, chủ tịch Joan Laporta thông báo Xavi Hernandez sẽ không còn dẫn dắt CLB ở mùa 2024-25. Lãnh đạo Barca đưa ra quyết định dứt khoát với Xavi sau khi đạt thỏa thuận với Hansi Flick về việc tiếp quản ghế nóng tại sân Camp Nou. Flick từng gặt hái thành công khi dẫn dắt Bayern Munich. Ông giúp đội bóng xứ Bavaria giành cú ăn ba ở mùa giải 2020. Trong hành trình lên ngôi vô địch Champions League, Bayern của Flick đã vùi dập Barca với tỷ số 8-2 ở tứ kết. Năm 2021, Hansi Flick rời Bayern lên dẫn dắt tuyển Đức. Tuy nhiên, ông bị sa thải do thành tích yếu kém vào năm 2023. Mùa 2023-24, Barca trắng tay trên mọi đấu trường. CLB xứ Catalonia hứa hẹn có sự thay đổi mạnh mẽ trong hè 2024. Sau khi Xavi rời đi, nhiều cầu thủ khả năng cũng bị bán để dọn đường cho tân binh. Nóng, lính đánh thuê đếm ngày rời Chelsea. Theo nhà báo Fabrizio Romano, Dortmund sẽ muốn giữ chân hậu vệ Ian Madsen trong mùa giải tới. Ian Madsen thuộc biên chế của Chelsea, nhưng ở mùa giải này anh được cho mượn đến Dortmund để tích lũy kinh nghiệm. Thật bất ngờ khi tại đất Đức, Madsen đã chơi cực hay và trở thành nhân tố chủ chốt của Dortmund, đưa họ vào trận chung kết Champions League. Theo nhà báo Fabrizio Romano, BLD Dortmund khá hài lòng với màn trình diễn của Madsen và muốn giữ anh ở lại sân Signal Iduna Park lâu hơn. Chia sẻ trên Twitter, Romano cho biết Borussia Dortmund sẽ tiếp cận Chelsea sau trận chung kết Champions League để đàm phán mua Ian Madsen. Đề xuất ban đầu sẽ có giá trị dưới 35 triệu bảng, nhưng sẽ với một cấu trúc thỏa thuận khác. Madsen rất hạnh phúc ở Dortmund và là một trong những mục tiêu ưu tiên của Dortmund, Romano bổ sung. Vào mùa giải tới, Chelsea dự kiến sẽ đẩy đi một loạt cầu thủ để tránh phiền quỹ lương cũng như giúp cân bằng cán cân thu chi. Họ cũng muốn chiêu mộ tân binh, nhưng mọi thứ sẽ rõ ràng hơn khi HLV trưởng mới Enzo Maresca chính thức nắm quyền tại CLB. Harry Maguire chốt tương lai trước thềm Euro. Theo nhà báo Charlie Wyatt, trung vệ người Anh đã có kế hoạch cho tương lai của mình. Manchester United dự kiến sẽ thực hiện công cuộc cải tổ hàng thủ sau một mùa giải mà khu vực này xảy ra hàng tá vấn đề. Quỷ đỏ chắc chắn chia tay Rafael Varane, trong khi đó tương lai Victor Lindelof cũng được cân nhắc. Sự ra đi của hai ngôi sao nói trên sẽ tạo tiền để cho những bản hợp đồng mới cập bến Old Trafford. Tuy nhiên, NHM vẫn chưa nhận được câu trả lời cụ thể về Harry Maguire. Cựu trung vệ Leicester City từng được liên kết với West Ham United ở mùa giải trước, nhưng anh vẫn quyết tâm trụ lại Old Trafford và dần tìm lại hình ảnh uy tín vốn có. Theo nguồn tin từ Charlie Wyatt, bất chấp những thay đổi mà thượng tầng CLB dự định thực hiện, cá nhân Maguire bảo vệ quan điểm ở lại Man United. Anh tự tin có thể cạnh tranh một suất đá chính và tiếp tục cống hiện cho sắc đỏ thành Manchester. Maguire còn hợp đồng đến hè 2025 với Quỷ đỏ. Vì vậy, trong trường hợp cầu thủ 31 tuổi không rời đi, họ cần phải đàm phán hợp đồng mới để tránh rơi vào tình cảnh mất trắng anh. Lewandowski khiến Xavi bị sa thải. Theo nguồn tin từ Sport, chính tiền đạo người Ba Lan là một trong những nguyên do quan trọng đằng sau việc Xavi rời Camp Nou. Dù từng được Barcelona thuyết phục để tiếp tục ở lại dẫn dắt câu lạc bộ, tuy nhiên Xavi bỗng nhiên nhận án sa thải và sẽ rời Camp Nou khi mùa giải khép lại. Nhiều nguồn tin cho rằng, việc chiến lược gia người Tây Ban Nha nói rõ tình hình tài chính thực tế của CLB trước truyền thông khiến chủ tịch Joan Laporta phẫn nộ. Do vậy, ông đã phải nhận trách sa thải. Tuy nhiên mới đây, The Sport còn đưa ra nguyên nhân sâu xa hơn. Nhật báo trên tiết lộ, việc Xavi muốn bán Robert Lewandowski vào mùa hè này chính là giọt nước làm tràn ly. Tiền đạo 35 tuổi gia nhập Barcelona vào kỳ chuyển nhượng hè 2022. Anh góp công lớn giúp CLB giành chức vô địch La Liga ngay trong mùa giải đầu tiên của mình. Tuy nhiên, phong độ đến từ Louis ngày càng tuột dốc. Vì thế, Xavi muốn đẩy anh khỏi Camp Nou nhằm giải phóng quỹ lương, tạo tiền đề chiêu mộ những cái tên phù hợp hơn. Tuy nhiên, Laporta không tán thành kế hoạch này, từ đó mâu thuẫn nảy sinh. Chelsea, Liverpool tranh mua ngôi sao 40 triệu bảng của Leeds. Theo tờ Metro, Liverpool, Chelsea và một loạt CLB ở Anh như West Ham, Bournemouth và Fulham đang tranh mua Crescencio Somerville của Leeds United. Crescencio Somerville đã có mùa giải đáng kinh ngạc ở Championship cùng Leeds, ghi 20 bàn sau 46 trận. Đáng tiếc là câu lạc bộ vùng Yorkshire đã bỏ lỡ cơ hội thăng hạng lên Premier League khi bị Southampton đánh bại trong trận chung kết playoff. Theo đó, Leeds dự kiến sẽ bán một số tài sản có giá trị nhất của mình để cải thiện tình hình tài chính. Somerville hứa hẹn sẽ mang về cho Leeds số tiền lớn và anh cũng đang được một loạt CLB theo đuổi. The Sun đưa tin rằng ngôi sao người Hà Lan được định giá từ 35 đến 40 triệu bảng, nhưng Chelsea, Liverpool, West Ham, Fulham và Bournemouth đều đang xếp hàng để đón rước cầu thủ chạy cánh 22 tuổi này. Dù Somerville có ra đi với giá bao nhiêu trong mùa hè 2024 này, thì đó cũng sẽ là một khoản lợi nhuận khổng lồ so với mức phí khoảng 1,3 triệu bảng mà Leeds đã trả khi ký hợp đồng với anh từ Feyenoord vào năm 2020. Việc bán Somerville sẽ là một mất mát lớn đối với câu lạc bộ chủ sân Ellen Road trong nỗ lực thăng hạng vào mùa giải tới dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Daniel Farke. Yamal, từ thần đồng ở học viện tới trụ cột của Barca. Barcelona luôn được biết đến là cái nôi đào tạo ra nhiều ngôi sao cho bóng đá thế giới trong quá khứ, còn hiện tại thì Lamine Yamal cũng đang đi trên con đường của các tiền bối. La Liga mùa giải 2023-24 đã chính thức khép lại, đồng nghĩa với đó là những danh hiệu tập thể và cá nhân cũng đã có chủ.
Real Madrid xoán ngôi Barcelona với việc đăng quang lần thứ 36 trong lịch sử giải đấu, tiếp tục duy trì vị thế thống trị của mình tại Tây Ban Nha. Gã khổng lồ xứ Catalan thì đành ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 2 sau một mùa giải khá thất vọng. Hiện tượng của mùa giải là Girona đã xuất sắc cán đích trong top 3 và giành quyền tham dự Champions League mùa tới, cùng với đội xếp thứ 4 là Atletico Madrid. Giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải được trao cho Jude Bellingham, bản hợp đồng bom tấn của Los Blancos từ Borussia Dortmund vào mùa hè năm ngoái. Trong khi đó, giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất được trao cho Michel Sanchez của Girona. Một phần thưởng khác cũng nhận được sự quan tâm rất lớn tới từ những người theo dõi La Liga, đó là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất. Giữa nhiều ứng viên tên tuổi như Nico Williams của Athletic Bilbao, Takfusa Kubo của Real Sociedad hay Pau Cubarsí, thì Lamine Yamal đã giành chiến thắng. Đây được cho là một kết quả vô cùng hợp lý nếu xét đến màn trình diễn cá nhân của tiền đạo sinh năm 2007. Thực tế thì tiềm năng của anh đã được các khán giả và giới chuyên môn nhận định rõ kể từ mùa giải trước, nơi anh lần lượt được Xavi Hernandez triệu tập lên đội 1. Nhưng Yamal chỉ thực sự bùng nổ và đóng vai trò quan trọng với Barcelona ở mùa này. Những khó khăn tài chính đã khiến cho đội chủ sân Nou Camp không thể mang về các bản hợp đồng chất lượng trong hai kỳ chuyển nhượng gần nhất, dẫn tới họ buộc phải sử dụng nguồn tài năng trẻ từ học viện. Lamine Yamal đã nắm bắt rất tốt cơ hội đó để tự biến mình thành trụ cột không thể thay thế đối với gã khổng lồ xứ Catalan. Mùa này, tiền sinh năm 2007 chủ yếu chơi bên phải trong hàng công ba người của huấn luyện viên Xavi Hernandez. Kỹ năng giữ bóng và đi bóng lắt léo của anh đã khiến cho hàng thủ đối phương cảm thấy sợ hãi. Tiền đạo mới 16 tuổi cũng rất chịu khó phối hợp với các đồng đội hoặc tự mình cầm bóng đột phá vào trong và sau đó tung ra những pha dứt điểm chất lượng. Mùa giải vừa qua, Lamine Yamal đã ra sân 37 lần tại La Liga, đóng góp 5 bàn thắng cùng 8 đường kiến tạo cho Barcelona. Những thống kê rất ấn tượng đối với một cầu thủ tuổi teen. Con số này, nếu tính trên mọi đấu trường, lần lượt là 50 trận, 7 bàn và 10 đường kiến tạo. Chính những màn trình diễn xuất sắc ấy đã đưa anh tới với đội tuyển Tây Ban Nha. Ở độ tuổi 16, Yamal có thể sẽ là một nhân tố chính của La Roja tại Euro 2024 sắp tới. Và biết đâu, anh sẽ lại ẵm thêm danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Euro. Một sự nghiệp vô cùng tươi sáng đang chờ Yamal phía trước. Cole Palmer khẳng định mình đã đúng khi đến Chelsea. Trao đổi với Mirror, Cole Palmer thừa nhận mình chỉ đến Chelsea với mong muốn duy nhất là ra sân thi đấu. Cole Palmer thừa nhận anh thực sự đã không lường trước được mình sẽ bùng nổ đến thế khi chuyển sang Chelsea. Ngôi sao người Anh chia sẻ, tôi muốn chơi bóng và cho mọi người thấy tôi có thể làm được gì. Tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng, nhưng tôi không nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp đến vậy. Đây là mùa giải đầu tiên của tôi và tôi chỉ nghĩ rằng mình sẽ đến đó với hy vọng được ra sân thi đấu. Nhưng mọi chuyện diễn ra tốt hơn nhiều so với những gì tôi có thể tưởng tượng. Tôi chắc chắn cảm thấy mình đã có một quyết định đúng đắn. Tôi đến đây để ra sân chơi bóng. Tôi đã đưa ra một quyết định khó khăn khi rời khỏi Man City và đến Chelsea. Nhưng may mắn thay, nỗ lực của tôi đã được đền đáp và hy vọng mọi thứ sẽ tiếp tục như vậy. Tôi rất vui mừng khi có thể đến Euro để đại diện cho nước Anh. Chúng tôi có những cầu thủ tuyệt vời. Hy vọng cả đội có thể gắn bó với nhau và cố gắng giành chiến thắng trong giải đấu. Người hâm mộ thật tuyệt vời và tôi chỉ muốn làm mọi người tự hào.